Đây thì thường thường thì anh em thấy nè, thúi nè, bị sâu đục nè, đó là cái hiện trạng là lúc mà cái trái mít mình nó lớn lên đó, thì cái bề bao này nè nó sẽ bám vào trong đây nè, bắt đầu á chích thúc vào nè, làm cho cái trái bị thúi. Như cái này mình canxi bo vô là bắt đầu nó không thúi nữa đó, Ngưng đứng nó lại, ngưng đứng đó mà trái đâu có bán được đâu. dạ không bán được, chủ mình sẽ bán chợ được. Chú bọc con lại cái chú rải hữu cơ con thấy là hình như là đợt này cái lá màu lá này nọ, cây này nọ con thấy cũng ok ổn rồi đó chú. Cái màu thì được, nhưng mà Màu cái được lá á. thì nó vậy đó, là tôi xài đợt ngày là ba đợt hữu cơ của mình rồi đó. Từ ngày mà tôi gặp mấy chú tới giờ là tôi xài hữu cơ luôn, nhưng mà có cái là tôi có phụ thêm cái phân Gasuni Gà Sony nha. á. Ví dụ 1 tháng nó mới xài hữu cơ ha, Gasuni nữa ở khoảng giữa nửa tháng đó tôi xài, nhưng mà giải ít lắm, chừng 50 g à, mà giải vòng vòng ngoài nè, Vòng vòng ngoài nha. đâu có giải nhiều nữa, mình mà nó quay qua hữu cơ mà. Chưa, hồi nãy con thấy là cái bộ rễ nó xài ra hữu cơ ra ngon lắm á, bộ rễ ra quá im á. Thường đa phần vào tháng mùa mưa thì nó sẽ có hiện trạng bị thúi trái, nứt trái và cái rụng trái ở chỗ cái tầng gờ này nè. Vậy là cái dòng nó cũng được cái gì hết. Không, cái này em chia nguồn lại mà. Ôi, Trên 10 ký à. trái này ngon lành rồi nè. Đó. Cái này thấy nó thấy mình thấy biết nó chi rồi đó. Để con nữa mấy cái chi con cao mà. Bộ gãy hư cho em. Nó khoảng 20 cây nè. Nhưng mà cái loại này nó đưa vô 2 lít do đắt, ví dụ như cái loại đắt gọi là đắt phèn á, nó gì vậy, nó vậy nó hơi gần này là hơi chơi dễ không có gì hử chân à. Hử chân, hư bộ ghế vậy không phát triển. Quá trời, nguyên một cái lớp cát ở dưới luôn. Ủa cái gì vậy cha? Gãy. Lúc cát thì nó bị phèn hay sao? Dạ, cát nó phèn. Phèn. Phèn là mình dễ cái gì? Phèn quá, phèn cao luôn, bởi vì cây mình nó phát triển nó chậm, cái lá mình không có được lớn nè, nó sựng 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 cái lá lại. Đầu nó phát triển lắm. Dạ. Mới trồng khoảng 6 tháng đầu á. Bắt đầu đụng tới cái đền phèn rồi đó. Chắc đụng tới cát. Cây của người ta cỡ này là nó xẹt tàn ra gì nè, chứ đâu phải nó túm 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 gì. Cây này từ Nam Duy Nokia tới đây tới giờ nó bị bệnh gì lắm. Tứ thuốc cũng nhiều hơn ta cũng vậy. Này mà có sình nha, tháng mùa nắng có sình lên sình nha. Nhưng mà cái mưa là cũng bị thì qua được cho cái này là mô này tôi đắp đất, còn trước bên cát còn như cát này. Cát cái cây nó xuống u gãy thì nghe ta chỉ đó, mua ginomin đó, rồi tôi mới vô bữa đó tôi ghé lại chứ Thành tối tối rồi đó. Dạ. Tính mua đó gì thì kháng thư đó. Mà chú nó thôi đừng, tôi chưa báo chú được để tôi coi cái cái giường này đâu phải là đi mấy cuốn không đâu, giường này nó phải xử lý nấm hết trơn vậy Thành này. Thì dài gốc nào như gốc đấy kìa. Cái việc quét nó cũng không phải là giải quyết vấn đề đó, mà vấn đề là về cái xử lý mấy cái nấm ở trên thân ở trơn gì nè, nó xịt thân. Dạ, nó chú xịt thuốc nó bệnh nó thân. Tính mua ginomin về xịt đó đâu phải không? Ừ, chú xịt hết thân luôn nha, chú đừng có xịt cái trái nha, xịt hết trơn trên như nó chảy dạng luôn.
họ chụp cái nó ướt hết trơn vậy luôn nè. Rồi cái gốc cây á chứ cực cực rồi, chứ lấy vitamin nó còn không, nữa lấy đồng chú quét từ cánh gốc rồi chú quét tới đây giùm con nha. Chứ cây này nặng chú quét tới đây luôn. Đồng là loại thuốc gì? Đồng là dạng chôm bông tóc, đồng chín chín, đồng sắc phẩm nè, nhiều dạng lắm. Rồi pha đấu với vi phẩm chú quét đồng với mấy cái dép đó, đồng kẽm cái đấy rồi chú quét vô mấy gọi loại có đồng với kẽm á, để làm mấy cái thuốc này các đồng với kẽm á, nhiều thứ thuốc để quét được đó. Chú quét từ dưới, chú quét tới đây chứ như cây này nặng thì chú quét tới đây luôn. Chú đen đen gì đây hả? Đen 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 đấy chú, là đó đó. Lá mít nó sừng sừng nè, nó không phát triển nè, do cái vùng đất cát. Cát là nó có cái lượng phèn rất là cao, bởi vì hành gia nó giữ lượng phèn đó lại, bắt đầu cây mình nó không phát triển, nó chậm 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 lại. Nè. Lá nè. Ở đây thì chú cái mít nè. Một gang luôn nè, chú sử dụng, chú tưới cái dòng xô mát da bằng á. Cây mà to này gì mình để lần đầu tiên là cây này nó phải dẫn ra. Cây này để cái đợt này. Chú để rau chai, trồng rau chai rất là ok luôn. Ai à, này đi tham quan tư vấn kỹ thuật vườn mít Thái nha anh em. Vườn mít Thái đây. Trái nè. Đây. Trái nè. Trái 10 chục ký không anh em. Đó. Chú trồng rau chai nè. Cỏ rau chai là ok đó. Cái gì là phát triển cái nè. Trái nè. Thì ở đây mình quay cái này là vườn này là chú đã xài cái hữu cơ 007 và cái Vumax da băng. Thì trong đó chú có xài thêm cái dòng xô mát da băng để tứ trái cho nó thúc trái cho lớn trái. Rồi chào mừng anh em nha. Thì hôm nay mình quay lại cái vấn đề, một số cái vấn đề anh em cũng có điện thắc mắc với mình á, là tại sao vào tháng mùa mưa á thì cái trái mít bình thường nó sẽ bị rụng. Đây. Ở đây anh em coi nè. Cái trái mít nó rụng nè. Do cái rụng cái cuốn ở chỗ này nè anh em. Thì đây là mình một số cái triệu chứng là nấm bệnh trên cái cuốn của mình. Thì tháng mùa mưa thì mình nên là thứ nhất là xịt thuốc, phun thuốc ngừa nghe anh em. Để em chịu thôi, nó rụng cái cuốn của mình nè. Đó. Thì anh em thấy đó, nghĩ này là do cái tháng mùa mưa thôi, còn cái tháng mùa nắng là không có bị nha anh em. Như anh em thấy đây nè. Đây. Đó. Trái mít này nè, nó sẽ rụng đây nè. Cái tầng gờ ở chỗ này nè, rụng ra. Bởi vì ra giai đoạn này thường thường á, là anh em xịt vào thuốc nấm bệnh là cái nhất. Cái thứ hai nữa anh em xịt cái thằng canxi bo á, canxi bo để xịt vào hỗ trợ vào thêm để cho cái cuốn này nè nó dính với nhau. Nó dính nhau nó không có bị rụng nha anh em. Thì đây nè. Để anh quay cho anh em coi. Đó. Trái chỗ này nè. Nó sẽ bị rụng nha anh em. Thì đó. Là một số điểm lưu ý vào tháng mùa mưa. Thì anh em nên tăng cường cái hàm lượng canxi vào trên cái trái của mình. Để hạn chế cái vấn đề rụng trái. Thì anh em thấy đó. Thì một số cái lưu ý. Rụng trái. Đây. Chú
Đợt đầu mình vô cái vườn của chú là coi như là cây này là nó rất là nhỏ nha anh em. Cái gốc nó rất là nhỏ luôn. Thì chú đã xài được ba cử hữu cơ 007 và cái Bumat da băng. Thì cái gốc bữa nay là khá là bự luôn. Cái gốc tương đối là bự, chú rất là hài lòng. Đó, thì một giai đoạn trái thì chú có sử dụng cái dòng Somat da băng để nuôi trái cho trái nó lớn bự ra. Đó, trái nè. Anh em thấy đó. Trái nè. Tứ dòng Somat da băng. Trái khá là bự. Quá trời cây này, mấy cây này bị phèn nặng luôn. Mà nó nằm là cái mô cao hơn người ta. Dạ. Cái bộ rễ nó không phát triển luôn mà. Nó có phát triển ra là quay ngang cái đụng cái lớp phèn cái là cái cây mình nó sừng liền. Đó. Thì đó mua cái xô gì đó, cái xô xô còn đó. Dạ, xô mát nha. Xô 900 ngàn đồng bạc. Dạ, xô đó là mình tha tứ rồi luôn đó, đó. Dạ. Tại vì do cái là mà xô đó là xô nuôi trái, chú tứ vào cái giai đoạn trái nè. Cái trái mình nó lớn, nó dài đòn ra. Nó dài cái đòn ra. Thì thấy trong đó nó có đại xịt cũng được. Dạ. Mà tứ thì cũng tốt. Dạ. Nó bắt phần nhanh, nó bắt cái hút nhanh hơn. Nhanh hơn. Tôi cũng đi vòng ngày nào cũng lên đây, thấy cái màu lá thì được. Màu lá thì cũng thấy bữa nay là tương đối ổn đó. Lá được đó. Cây bữa nay tương đối ổn luôn. Chỉ còn một số cây là nó còn bị phèn nặng thôi. Hồi đó còn nhỏ là tôi xài cái phân bón lá đó. Lá nó mà lớn thì bắt đầu nó tên nó ngã cây, tôi sợ ngã nhiều cây lắm rồi tôi. Dạ. Chổi đâu, chổi. Chú sợ rớt xuống đất luôn nè. Chú lấy cái ghế chú chổi luôn nè. Lấy ghế để đó biết sao, gãy cái nhánh luôn. Nhánh nó nhỏ sẽ nó gãy. Chắc cỡ 9 ký trở lên. Dạ, chục ký chú, khoảng chục ký ạ. Nói ngay cái mùa này thì ở các nơi đều bị cây đang nhiều nha. Dạ. Đúng rồi chú. Mấy bạn trồng thì ông cũng ba, ông trồng ở đây thu hoạch 5 năm vậy đó, 5 năm ông là cũng vẫn bị sơ đen. Mà cái trái sơ đen nhìn không biết luôn. Xẻ ra mới thấy. Dạ. Mà chú chẳng như gọi chú tứ dùng xô xô mát và băng chú nuôi trái, chú thấy cái trái chú nó dài đòn ra không? Nó được nó dài mà tức con cái là tại sao mà nó méo. Méo nha. Không đều trái. Ừ. Mơ mốt nếu mà trường hợp muốn méo hay không méo á thì ăn thua dũng do mình thôi. Cái trái đừng nên cắt tỉa sớm quá. Không, tôi để tôi chừa kỹ lắm, tôi tỉa kỹ lắm à. Bự bự, trái tầm khoảng bị lớn nè. 2 3 trái, 4 5 trái là tôi để kỹ lần chọn cái cuối cùng là mà là bao lại là mấy tiễn luôn. Dạ đúng rồi. Chọn vậy đi cho nó kỹ kỹ cái. Sớm quá lỡ chứ nó bị sâu đục cái gì cái bỏ luôn, mình cho thành cái đó chết quá. Dạ. Nhưng phần nữa là trái mít của mình nó là cái dạng thân mũ á, chú đừng nên tỉa sớm. Để im nó luôn, trái cho nó bự luôn rồi quay ngang á, mình thả tiễn. Tiễn xong là quay nhá, dài đòn ra như cặp trái này nè. Lấy trái bự được nè như này nè. Bây giờ là mình phải cắt bỏ trái nhỏ rồi nè. Ừ, cắt bỏ liền chừa lại trái bự, bắt đầu trái bự này nè nó lớn phình ra liền nè. Trái nhỏ nó cũng bị hư rồi đó. Dạ nám già. Bây giờ ngày mai chú cắt ba trái này được rồi nè. Mai ngày mốt tôi mất đi đám liên tục. Dạ. Thứ hai mới làm được. Ngày cây này chúng ta đi nhả cũng phải là nay cũng được rồi đó, hồi phục lại đó, từ từ nó bắt lại. Dạ. Sáu tháng đầu nhìn đẹp lắm. Mẹ tôi nghĩ rằng 6 tháng đầu là nó nằm ở trên mô á, rễ nằm trên mô đắt đắt, cho nó xuống dưới là nó. Ừ. Bộ rễ đụng với cát ở dưới. Với cát là nó bị phèn. Hai nữa bây giờ nó bắt đầu bích vườn á, cái độ ấm nó tăng cao. Cái độ ấm nó tăng lên cao. Chứ có cái vùng này nó chứa nước này, bây giờ tôi đào cái đường từ đây đó thấy không? Đào câu nó nè. Đây là chi hồn đó nè, đây chi hồn chưa. Chi hồn nó hút nước xuống liền. Bây giờ cái đoạn này là nó chứa nước kìa lắm. Giờ này cũng gần 6 giờ chiều nha anh em. Thì cũng lần lội đi thăm vườn để cho nó xong. Cái miếng vườn của chú để nhiều khi mình phải xài đúng phân thuốc này nọ thì nó mới có hiệu quả cao nha anh em, chứ để nhiều khi bán thuốc không không đi thăm vườn thì cũng không được đó. Vườn tược mà nhiều khi năm lùng nó thiệt chứ anh em nha. Thì cũng có một số anh em thì cũng
cũng lên bình luận nói chia sẻ cái kỹ thuật không tớ hay là chia sẻ kỹ thuật còn ém lại, cái đó thật chắc là Nam Lùng không có nha. Nam Lùng có biết gì Nam Lùng sẽ chia sẻ cho anh em nấy thôi, không có giấu giếm gì hết tất cả anh em. Rồi anh em thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe đăng ký cái kênh của mình nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây cái xô mát cho băng.